Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, kỳ họp sẽ bàn về nhiều nội dung quan trọng. Giao ban thường trực tỉnh ủy với thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy quý 3 và 9 tháng năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đoạt giải tại cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn góp phần thay đổi hành vi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thường trực tỉnh ủy tổ chức giao ban với thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý 3 và 9 tháng năm 2023, đề ra các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu những tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy dự chủ trì và điều hành hội nghị, cùng dự có các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. 9 tháng đầu năm nay, các huyện, thị ủy, thành ủy đã hoàn thành tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội và sơ kết thực hiện các chương trình đề án thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Sơ kết 2 năm thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ động phương án, giải pháp triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo yêu cầu, kết nạp được 1.280 đảng viên mới, thành lập được 29 tổ chức đảng và 153 đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, tăng cường chỉ đạo thực hiện chủ trương bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đến nay thực hiện ở 807 trên 834 thôn khu phố, đạt tỷ lệ gần 97%. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và chi bộ đã tổ chức được gần 1.600 cuộc kiểm tra giám sát. Cấp ủy chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 140 đảng viên vi phạm. Công tác dân vận ở các huyện ủy, thị ủy, thành ủy được quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp huyện, nhất là việc tổ chức các kỳ họp giám sát, ban hành các nghị quyết và văn bản. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định. GRDP tăng 8,61%, xếp thứ 5 trên 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng và 10 trên 63 trong cả nước. Thu ngân sách tỉnh ước đạt hơn 23.800 tỷ đồng, đạt trên 104% kế hoạch năm. 6 huyện đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Các huyện, thành phố, thị xã tích cực tổ chức giải phóng mặt bằng các dự án, tổng số trên 1.000 ha. Sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá. Toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thu nhập bình quân trên 1 hectare canh tác tiếp tục được nâng lên. Văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến, tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về hạn chế, kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ rất thấp, khó đạt được mục tiêu kế hoạch năm, bao gồm cả nguồn vốn đầu tư cấp tỉnh và vốn cấp huyện. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ tỉnh ủy và các sở ngành của tỉnh để tháo gỡ khó khăn vướng mắc như thu hồi các dự án trên địa bàn huyện chậm triển khai, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới có nhu cầu, có cơ chế đặc thù đối với huyện Văn Lâm, Văn Giang về tỷ lệ điều tiết thu ngân sách nhà nước, quan tâm tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao an toàn có tiềm năng đầu tư và các khu vực đã được quy hoạch phát triển nông nghiệp của huyện, xem xét và sớm trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án về giao thông, có chủ trương thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất đã quy hoạch để di chuyển các dự án bị đường vành đai 4 gây ảnh hưởng. Ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện trình tự thủ tục thẩm quyền phê duyệt các dự án chăn nuôi thực hiện mới trong khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, có cơ chế khuyến khích tích tụ ruộng đất, nâng cao quy mô sản xuất. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Phạm Văn Khuê đã trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã trả lời làm rõ 27 kiến nghị về phát triển kinh tế xã hội mà các huyện, thị xã, thành phố kiến nghị đề xuất và giao cho các cơ quan chức năng hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động để nâng cao đời sống nhân dân, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng phục vụ việc triển khai các dự án. Với những dự án chậm triển khai, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan hữu quan cần phối hợp để thu hồi ngay các dự án chậm triển khai theo quy định. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, quý 3 và 9 tháng năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhiệm vụ chính trị của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh những kết quả nêu trên, các huyện, thị xã, thành phố còn nhiều hạn chế yếu kém như thu ngân sách ở một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu đề ra, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư chậm trễ, còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là dự án đầu tư cụm công nghiệp. Tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công rất thấp ở một số địa phương. Một số địa phương chưa phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư tài nguyên, bảo vệ môi trường, đê điều giao thông. Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa phương đạt thấp. Tình trạng ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt sản xuất công nghiệp, nông nghiệp còn diễn biến phức tạp. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trọng tâm vẫn là gì? Hỗ trợ sản xuất kinh doanh để phát triển kinh tế. Đấy là đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công. Và trung tâm đấy là các cái dự án trọng điểm của tỉnh, cả khu vực công lẫn khu vực tư, để chúng ta tạo ra cái đột phá trong cái giải ngân vốn đầu tư công trong 2 tháng cuối năm. Phải tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất, đẩy mạnh các hoạt động về xúc tiến đầu tư, về thương mại tiêu thụ hàng hóa, công tác thị trường để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Trong cái quý tư là cái quý rất quan trọng, cũng là cái quý để chúng ta kết thúc năm, cũng là cái quý mà chúng ta chuẩn bị cho cái sự kiện, những cái hoạt động tiêu dùng tập trung vào quý cuối năm, vào đầu của quý 1 năm 2024. Ở đây là những cái tháng rất quan trọng, có thể nói là cái tháng cao điểm về sản xuất và tiêu dùng. Thì các đồng chí cũng kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp ở đây. Đặc biệt là còn nhiều cái vướng mắc, còn nhiều cái ách tắc chậm trễ trong xử lý các cái thủ tục hành chính, trong cái cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tỉnh với ủy ban dân các huyện. Thì tôi đề nghị là các đồng chí cũng tập trung để mà tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc, đặc biệt là phối hợp xử lý những cái thủ tục về mặt hành chính liên quan đến đầu tư doanh nghiệp, quy hoạch, rồi về quản lý đất đai, vân vân, để tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai những các cái giải ngân các cái dự án đầu tư công trong cái kế hoạch của năm 2023, huy động cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ người dân để đẩy mạnh giải phóng mặt bằng. Chúng ta cũng còn rất nhiều các cái dự án giải phóng mặt bằng hiện nay đang rất là vướng mắc và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thế cho nên là vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của 2 tháng cuối năm là đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng với một quyết tâm cao nhất, nỗ lực cao nhất. Đồng thời các đồng chí thực hiện cái việc rà soát để mà trong cái kế hoạch đầu tư công của năm 2024 cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn để có sự điều chỉnh. Điều chỉnh về vốn rồi chuyển nguồn cho nó phù hợp để làm sao mà chúng ta hạn chế tới mức thấp nhất cái lượng vốn ứ đọng, tập trung và triển khai một số các cái dự án đầu tư công trọng điểm, đặc biệt là dự án đường vành đai 4, đường Tân Phúc Võng Phan. Thế cho nên phải rất quyết liệt trong cái giải phóng mặt bằng trong nhiều dự án, nhưng mà trọng tâm là 2 cái dự án này. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách và tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước, quản lý khai thác có hiệu quả tài sản công, thực hiện tốt công tác giảm nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động bảo trợ xã hội
nội, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở, đảm bảo quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn, đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2023, đảm bảo hoàn thành chương trình làm việc, chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của các cấp ủy, chương trình thanh tra năm 2023 của các cơ quan đơn vị. Cụ thể hóa tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18-19 của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy gắn với tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân để giải quyết những phát sinh từ cơ sở kịp thời hiệu quả, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ và đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng đảng viên, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát với dân, hướng về cơ sở. Các đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích đánh giá sát thực những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, từ đó đề xuất hiến kế giải pháp nhằm đạt được kết quả phát triển kinh tế xã hội cao nhất trong năm 2023. Đây là một nội dung được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra sáng nay tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội ở thủ đô Hà Nội. Tham dự kỳ họp có các đại biểu của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong 22 ngày làm việc đợt 1 15 ngày từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, đợt 2 7 ngày từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó có phương án cải cách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn tài chính quốc gia và vay trả nợ công, cho ý kiến 8 dự án luật và thông qua 9 dự án luật. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận đánh giá của Quốc hội đối với những nỗ lực cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Nhấn mạnh khối lượng công việc của kỳ họp thứ 6 rất lớn, nhiều vấn đề khó, phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy, thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò và trọng trách của người đại biểu nhân dân, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, phát huy tinh thần dân chủ đối với từng nội dung của kỳ họp. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức bế mạc và trao thưởng cho Hội thi trưởng Công an cấp xã năm 2023, công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí điều tra viên Công an cấp xã. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội thi có 10 trưởng công an cấp xã đại diện cho 10 huyện, thị xã, thành phố. Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm thuyết trình, trả lời câu hỏi tình huống. Các thí sinh đã thể hiện tốt những kiến thức nghiệp vụ trong xử lý các tình huống, trình độ tác phong làm việc. Thông qua hội thi, góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ của trưởng công an cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trung tá Nguyễn Quang Khánh, trưởng công an phường Hiệp Nam. Cũng trong chiều nay, Công an tỉnh công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm 86 đồng chí điều tra viên công an cấp xã. Đây là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm trong công tác điều tra trinh sát, có khả năng nghiên cứu tổng hợp, đề xuất các biện pháp trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,
thù địch trong tình hình mới. Tối qua tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã tổ chức trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Điểm đáng chú ý là cuộc thi năm nay có sức lan tỏa rộng lớn với hơn 300.000 tác phẩm tham dự, gấp gần 3 lần so với năm trước. Cuộc thi năm nay có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm với việc bổ sung thể loại phát thanh, truyền hình và video clip. Điểm nhấn đáng lưu ý năm nay là các tác phẩm đề cập đến trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong xây dựng đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng như vấn đề tự soi, tự sửa, nêu gương, sợ trách nhiệm. Điều đó cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, đồng thời khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải xuất phát từ chính đội ngũ cán bộ đảng viên. Tại buổi lễ, Ban tổ chức tuyên dương và trao 10 giải A, 20 giải B, 32 giải C, 60 giải khuyến khích, 20 giải triển vọng, 4 giải cho người nhỏ tuổi và lớn tuổi nhất tham gia cuộc thi. Lần đầu tiên, tỉnh Hưng Yên có một tác phẩm đoạt giải khuyến khích của nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ở thể loại truyền hình và video clip. Sáng nay, huyện Kim Động tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân. Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ quy trình kiểm đếm bắt buộc đối với 44 hộ gia đình thôn Trúc Cầu, xã Kiến Dân không phối hợp với hội đồng bồi dưỡng hỗ trợ huyện trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão Nghĩa Dân. Quá trình thực hiện cưỡng chế kiểm đếm đã diễn ra công khai, khách quan, đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh an toàn và hiệu quả. Sau khi tổ chức cưỡng chế hoàn thành, ban thực hiện quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đã tổng hợp biên bản kiểm kê và bàn giao hồ sơ về hội đồng bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định. Sáng nay, Ban Quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khánh thành công trình trùng tu tôn tạo và khai mạc lễ hội truyền thống đền Cửu Thiên Huyền Nữ năm 2023. Di tích là nơi tôn thờ Đức Thánh Cửu Thiên Huyền Nữ Chân Quân, một vị nữ thần nổi danh trong hàng nữ tiên, đồng thời cũng là nơi tôn thờ Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nhà chính trị quân sự Ngũi Lạc Triều Trần. Sau khi được các ngành chức năng kiểm tra đánh giá hiện trạng di tích có nguy cơ đổ sập gây mất an toàn đối với nhân dân và khách hành hương, đến nay, dự án tu bổ tôn tạo đền Cửu Thiên Huyền Nữ chính thức hoàn thành tiến độ cũng như các yêu cầu, nguyên tắc tu bổ tôn tạo di tích. Đền Cửu Thiên Huyền Nữ hiện nay có tổng thể kiến trúc theo kiểu chữ công, bao gồm tiền tế, trung tử và hậu cung, liên kết bộ vì theo lối giá chiêng, trồng giường con nhị, hai hàng chân cột. Toàn bộ các cấu kiện được tạo tác từ gỗ lim, cột cái kê trên những chân tảng cổ bồng vô cùng vững chắc. Kinh phí trùng tu tôn tạo được đóng góp từ nguồn xã hội hóa của nhân dân địa phương và khách thập phương, ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu tổng hợp của Công an thành phố Hưng Yên từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 10 người bị thương, trong đó có 3 vụ tai nạn va chạm liên quan đến học sinh. Gần đây nhất vào ngày 16 tháng 10, một học sinh lớp 9 ở xã Hồng Nam đã gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hưng Yên liên tục ra quân tuyên truyền xử lý các trường hợp học sinh vi phạm. Các em học sinh thường là vi phạm các lỗi để khi tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng và dàn hàng 2 hàng 3. Đấy, và có nhiều cháu là chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện nhưng mà vẫn tham gia giao thông. Các cháu khi thấy lực lượng chức năng là một là hay là quay đầu, thứ hai là tăng ga bỏ chạy và lạng lách đánh võng, rất là nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Để góp phần phòng ngừa giảm thiểu vi phạm cũng như tai nạn liên quan đến học sinh, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, tổ chức cho các em ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 10, Công an thành phố Hưng Yên đã phát hiện lập biên bản xử phạt trên 100 trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm luật giao thông, xử phạt số tiền gần 120 triệu đồng, tạm giữ 75 phương tiện, đồng thời gửi thông báo đến nhà trường và nơi cư trú để quản lý giáo dục các cháu. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng,
đến nay ý thức của người tham gia giao thông đã có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nhóm phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại chốt kiểm tra nồng độ cồn này được khoảng 2 tiếng rồi. Trong suốt quãng thời gian chúng tôi có mặt ở đây thì người tham gia giao thông về cơ bản đều chấp hành nghiêm túc các quy định về nồng độ cồn. Với 4 làn kiểm tra nồng độ cồn ở cả hai chiều, trong gần 3 tiếng đồng hồ mở chốt, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra khoảng 400 lượt phương tiện tham gia giao thông. Chỉ phát hiện 2 trường hợp sử dụng rượu bia, tỷ lệ đạt khoảng 0,5%. Các tổ tuần tra cũng phát hiện và xử lý một trường hợp vi phạm, hầu hết người điều khiển phương tiện đều có thái độ hợp tác, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Chắc chắn là cái ý thức tham gia giao thông của người dân mình sẽ phải quan niệm lại, đúng là đã khi tham gia giao thông thì không uống rượu, mà đã uống rượu rồi thì không lái xe. Tác hại của nồng độ cồn khi tham gia giao thông là rất nguy hiểm. Trong quá trình tham gia giao thông thì đến gặp lực lượng chức năng hay đứng kiểm tra đây, tôi là thấy rất ủng hộ. Như làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn nên tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia có nhiều chuyển biến tốt. Ghi nhận tại một số nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố Hưng Yên, lượng khách đã giảm. Người sử dụng rượu bia đã hình thành thói quen không lái xe khi đã uống rượu bia. Khách cứ giảm 80%, lượng khách đi ăn đi uống gần như là hạn chế rất là nhiều. Bây giờ người ta đi đến 80-90% taxi, là có khi là mình cũng hỗ trợ gọi taxi hoặc là có những khách gần thì mình sẽ trở về. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều đợt ra quân tuần tra và xử lý kiên quyết, đang từng bước tạo ra ý thức của người dân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đến địa bàn toàn tỉnh để xử lý triệt để những hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong 4 ngày gần đây xử lý 30 trường hợp mô tô, người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, đến nay ý thức của người tham gia giao thông đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để hình thành thói quen không sử dụng rượu bia khi lái xe, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi công dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.